Tại một trung tâm thương mại ở Đài Trung xảy ra vụ có vài thanh niên lên tầng thượng của tòa cao ốc 21 tầng, nằm dài bên mép công trình kiến trúc không có bất kỳ lan can bảo hộ để chụp ảnh tự sướng, khiến người xem thấy rùng mình vì sự liều mạng của người chụp và cô gái trong ảnh, cho rằng đây là hành vi phô trương quá đáng. Trung tâm thương mại cho biết không gian dành cho người ngoài chỉ tới lầu 18, 19 và 20 là văn phòng làm việc, tầng 21 là kho hàng. Mặc dù có cầu thang đi lên tầng thượng nhưng tất cả cửa đều khóa lại, nghi rằng do ổ khóa bị phá nên mới đột nhập lên được tầng thượng. Để ngăn chặn trào lưu xấu này, trung tâm thương mại sẽ thu thập chứng cứ liên quan và có khả năng trình báo với cảnh sát. Cảnh sát cho biết hành vi đột nhập tầng thượng chụp ảnh có khả năng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tự ý đột nhập chỗ ở, cao nhất bị phạt án tù 1 năm trở xuống. Nếu không may bị rơi xuống có thể sẽ bị nguy hiểm tính mạng. Hay dù chỉ làm rơi đổ xuống cũng có thể sẽ làm người khác bị thương, kêu gọi người dân không nên có hành vi chụp ảnh nguy hiểm như vậy. Từ ngày 9 tháng 4, công ty đường sắt Đài Loan sẽ cho ra mắt hệ thống bán vé thế hệ mới để hành khách đặt mua trước vé xe lửa. Chỉ cần nhập số của thẻ căn cước trên vi tính, chọn ga đi, ga đến và loại tàu. Chưa tới một phút là có thể hoàn tất thủ tục đặt vé xe lửa. Nhiều người dân đã có phản hồi tốt sau khi trải nghiệm. Hệ thống bán vé xe lửa thế hệ 4 của công ty đường sắt Đài Loan chính thức áp dụng từ ngày 21 tháng 2, hiện chỉ áp dụng cho đoàn 10 người trở lên đặt vé, nhằm tối ưu hóa hệ thống đặt vé cá nhân. Tại các ga tàu sẽ cho hành khách trải nghiệm thử miễn phí. Điểm nổi bật của hệ thống mới nhất là có thể tự động kiến nghị chỗ trống thuộc các đoạn hành trình khác nhau và ưu tiên cho hành khách chỉ định chỗ ngồi cạnh cửa sổ, thậm chí có thể nhập 3 hành trình trong một lần. Ngoài ra, để phối hợp với hệ thống mới, công ty đường sắt cũng thay đổi phiên bản app đặt vé, giúp hành khách tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Công ty đường sắt nhấn mạnh ngày 9 tháng 4 sẽ triển khai hệ thống mới cho phép hành khách đặt trước vé tàu từ 2 tuần trở lên, tức là vé sau ngày 23 tháng 4, khi đó vé xe lửa đã được sử dụng 35 năm của đường sắt Đài Loan cũng sẽ chuyển từ kiểu ngang thành kiểu dọc. Các thông tin quan trọng đều được thiết kế chữ lớn hơn. Ngày 18 tháng 3, cựu Thủ tướng Lại Thanh Đức đến đảng bộ Đảng Nhân Tiến đăng ký tham gia sơ tuyển ứng cử viên tranh cử Tổng thống khóa 2020. Đối đầu với Tổng thống Thanh Văn đã tuyên bố sẽ tái tranh cử. Ông cho biết, ông từ chức Thủ tướng khi Đảng Nhân Tiến thất bại trong cuộc bầu cử 9-1 vào năm ngoái và cảm nhận rất sâu sắc nỗi lo của người dân khi ông tham gia vận động bầu bổ sung ủy viên lập pháp. Ông Lại Thanh Đức cho rằng lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra 5 điều để ép buộc Đài Loan. Đảng Quốc Dân lại muốn ký thỏa thuận hòa bình với Trung Quốc. Đài Loan tuyệt đối không thể trở thành Tây Tạng thứ hai. Ngay sau đó, Tổng thống Thanh Văn cũng nhấn mạnh rằng bà sẽ hoàn thành đăng ký sơ tuyển trước chuyến công du, đưa quốc gia tiến lên con đường đúng đắn. Việc ông Lại Thanh Đức khen thị trưởng thành phố Cao Hùng Hàn Quốc Du là một huyền thoại chính trị hiếm có hàng trăm năm nay, liệu có gián tiếp thúc đẩy Chủ tịch Đảng Quốc Dân Bảo Lưu việc triệu tập ông Hàn Quốc Du tham gia ứng cử hay không thì cần tiếp tục quan sát.